Hi, chào buổi sáng các bạn. Hôm nay mình với các bạn đi khám phá thử là miền Nam Cali là ăn sáng với uống cà phê như thế nào ha. Coi là bên đây là có giống như bên Việt Nam hay không. Buổi sáng giờ này thì xe cũng chưa có đông lắm. Tầm cỡ 11, 12 giờ trưa là trời ở khu này là đông dữ lắm luôn á. Đi là kẹt xe. Đó, bây giờ mình vô cái ông cà phê Islandess ha. Cà phê này là đông nhất ở đây luôn. Mình có thể nếu mà nói là chắc phải đông nhất miền Nam Cali luôn đó các bạn. Đây, Islandess. Trong đây bán cà phê với đồ ăn sáng luôn. Này là phía trong nè các bạn, còn phía ngoài nữa ha, ở ngoài đông lắm. Đông quá không tới lấy order luôn. Nó đông quá không tới lấy order luôn. Menu thức ăn này có khai vị à, bán đủ anh các bạn, bò bía, gỏi cuốn, nước mắm, chả giò, tôm thịt, bắp xào luôn. Ở đây cà phê đủ các loại nước sinh tố, xay nè, sinh tố, cam, dừa, bơ, chè, chè có chè ba màu nữa nè không các bạn, không hũ chôm là nhãn nhục, đậu đỏ, xương sáo, bánh lọt tầm 6 đồng một ly. Giá thì cũng bây giờ giá là vậy là ok rồi. Ở đây là bán thức ăn đồ ngon các bạn. Đây 7 đồng rưỡi popcorn chicken mật ống chiên giòn, kể cả có nuôi xào bò, đây, bột chiên. À, bột chiên trứng, món khoái vị của mình luôn, rất ngon, ngon nhất ở đây luôn các bạn, kể cả canh bún các bạn cũng có nè. Rồi mình sẽ ăn món bột chiên này, kể cả bánh mì ha. Đây cho một một bột chiên với với cái chè mà chè dừa mà đặc biệt á, cái bò né giờ mình hết làm không? Rồi hai món chứ. Rồi, cảm ơn. Rồi mình có ly chè mát trước nè các bạn. Nhìn ly này khoảng 6 đồng. Rồi. Đây mình ha. Phê phải không? Đó, cái ly nè. Trong đây có ốc é nè. Sưng sa bánh lọt, này bánh lọt dai nè các bạn, ngon các bạn. Rồi dừa ha, nhãn nhục. Đã. Món này đặc biệt ở đây là mấy chỗ tiệm khác cũng không có. Ví dụ như là ví dụ mình ngồi khoảng cách xa, ví dụ nếu mà ngồi gần thì mình họ không ăn hay là gì, mình sẽ sử dụng cái khẩu trang. Ở trong đây thì trong những cái mùa này mình đeo khẩu trang thì cũng không ai có, cũng không ai nói gì mình nhiều hết, kể cả mình cũng đi lau tay sát khuẩn nha. Bỏ bọc đi. Rồi, làm thử miếng thôi. Mấy 200 triệu xe cho nó nhảy dễ sợ. Ngon. Sáng nay cũng
Rồi, cảm ơn luôn. Ồ, bột chiên vừa ra luôn. Thơm ngon bổ dưỡng luôn. Đây, các bạn thấy nè. Bột chiên đẹp không? Quá đã luôn ha. Bột chiên đây là mình nghĩ là ngon hơn ở một số tiệm ở Việt Nam nha các bạn. À, ở trong đây nè. Thấy không? Bột nè. Đồ chua. Trứng. Cái dĩa bên bên Mỹ mình nếu so với Việt Nam là chắc phải gấp đôi. Các bạn thấy đẹp không? Trang trí cũng đẹp, nước chấm này là thôi khỏi nói rồi. Phù hợp luôn. Đây là nước tương chua ngọt. Thấy không? Đó, một dĩa này là 11 đồng 50 sen. Rồi mình xin phép ăn một miếng ha. Để coi coi là cái món này là mình thích lắm các bạn, giống như hồi kỳ mình làm cái clip mà mình nói là món này nhiều khi mình phải ăn mỗi tuần. Này bỏ vô đồ chua ăn về mới đúng bài. Ngon lắm à. Bột chiên ở đây làm vừa đủ chín tới là giòn các bạn ha, không khét nha các bạn. Ở Việt Nam là cái bột bột chiên hay mình nhớ là nó làm hai cục bự, đây là làm vừa không có bị khác không, nên là cục này là to này lớn à, mình thấy là nó giòn nha các bạn. Mà hết ra mà ăn miếng rau vô cho thơm. Ăn gì thêm không anh? Ăn cậu khó kìa. Là món bò né hả? Nó đâu phải bò né, cốt la hồng gà đúng không? Cốt la, xíu bò. Món thịt gà la. Về sữa đá. Ở đây mà cà phê ăn sáng giống vậy á, nó không có nhiều. Đặc biệt quán này là nhiều món nha các bạn, mà món nào cũng ngon. Theo mình, theo cái vị của mình là mình thấy là món nào hầu như là cũng ăn là ngon lắm các bạn. Đồ chua là không quá chua nè, đủ đồ giòn ha. Nước tương cũng vừa đủ đồ chua, có đồ mặn luôn. Trứng chín chín vừa tới, không quá chín mà cũng không có quá sống. Bởi mình nói là món nào ok các bạn. Dĩa này là khi mà ở Mỹ lâu rồi mình mới que mình ăn mới hết à. Chứ là cỡ ở Việt Nam mà qua tầm vài tháng đầu ăn hết dĩa này, này hết nhiêu tiền à, đây cái tiền bill ha, hấp la lạp xưởng 10 đồng rưỡi à. Thêm xíu mại có 4 đồng, cà phê sữa 4 đồng 15, bột chiên 10 đồng 60, chè mát mình là 6 đồng rưỡi nè, không cộng thuế 3 đồng nữa vô có gần 40 đồng.
nha, quá rẻ ha các bạn ha, được hai món. Hai món nước đó. Thì tầm cả ăn sáng ở Cali sáng thì mình tầm đó. Mấy tiệm khác thì xê dịch mắc hay rẻ hơn cũng khoảng mình nghĩ cỡ 2 đồng hoặc 3 đồng thôi. Cái thường ăn mình phải trả, mình có tip. Cái tip này ở Mỹ là giống như là cái văn hóa thôi, chứ không phải là cái gọi là bắt buộc nha các bạn. Nhưng mà ở một số nơi là các tiệm ở Mỹ là người ta cộng luôn cái tip vô trong đó. Cái đó giống như luật bất thành văn. Như ăn là phải tip. Bình quân tip khoảng bao nhiêu phần trăm? Ít là 10%. Những nơi khác bình thường là khoảng 15, 18, có chỗ là 20. Ví dụ như ở LA là khoảng 20. Những cái nơi mà hầu như Mỹ là khoảng 18, là cái đó là trung bình. Ở Việt mình thì hơi ít, 10%. Mà đối với mình thì mình sẽ tip nó ở một cái mức khoảng 20%. 38 đồng, 2 người. Cộng tip này nọ tầm khoảng, ví dụ như mình nói 45 mà chia cho 2 người thì các bạn thấy khoảng tầm 22. Thì tính ra tầm cỡ 500 ngàn Việt Nam một lần ăn sáng cà phê. Nếu Việt Nam mà mình tính ra chắc mình nghĩ khoảng ăn sáng cà phê ra khoảng chắc 150 đi, 500 ngàn, gấp 3 lần ha. Cỡ thí dụ như ly này mình uống coffee Highland thì mình nghĩ cái Highland nó là 2/3 ly này thôi. 2/3 ly này là mấy cái chè, mấy cái trà hay là gì đó thì tầm cỡ, theo mình nhớ hồi đó mình mua cũng cỡ 70-80 ngàn rồi. Ví dụ như mình đang thêm một tô phở gì nữa đi, phở mà ngon ở Sài Gòn bây giờ chắc mình nghĩ khoảng 100 ngàn tô, 80-100 đi, thấy không? Các bạn thấy cũng phở phải 150-200 rồi, thì coi như là bên Mỹ chỉ mắc hơn một tí thôi. Tại cái khẩu phần của Mỹ nó lớn hơn khẩu phần của Việt Nam, ví dụ tô phở Việt Nam có như vậy, 80, tô phở Mỹ bự gấp đôi. Ví dụ như nếu mà nhân lên với Việt Nam gấp đôi thì mình nghĩ thì Mỹ nó cũng xê xích với Việt Nam chút xíu thôi. Đó là ở Nam Cali các bạn, chỗ khác là mắc hơn à. Chỗ khác mắc hơn khoảng 20-30%. Giờ các bạn thấy ở ngoài đông dữ lắm nè. Đó, đông chưa? Để cả khách mà đứng ở đây luôn nè các bạn thấy không? Đứng chờ bàn ha. Nên mình phải đứng dậy thôi, mình đi ra ăn sáng ở đây nhiều khi mình ngồi mà lâu quá thì cũng tội nghiệp quán. Hồi đó là cái này là cái đầu tiên nha các bạn, cái nãy mình ngồi bên kia là cái thứ hai. Thấy là đông không? Nên nó cũng có ngồi ở ngoài với ở trong luôn. Mà sao? Ở ngoài thì mình chỉ ngồi gọi là gì, hút thuốc. Khách đứng chờ. Các bạn thấy là xe ở ngay khu vực này mà xe mà đậu để vừa đi chợ ăn sáng cà phê luôn là khỏi nói ha. Nè, các bạn thấy không? Đông mà khủng khiếp luôn. Khu này là chợ Hòa Bình đó các bạn. Thì khu này là ở Garden Grove là nó đông giống như là ở ngay chỗ khu Phước Lộc Thọ của mình.